Hello, xin chào toàn thể anh em. Hiện tại thì em Quân đang có mặt tại ngã ba đường 10 phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây là trụ sở của chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Anh em có nhu cầu mua xe bán tải thì đến trực tiếp đây, và em cũng lại có về thêm vài mẫu xe con nữa. Nãy nữa thì em có thêm một chiếc Kia Morning Van nữa. Thì hôm nay em giới thiệu một loạt những mẫu xe được bày bán tại đây để anh em nắm bắt thông tin nhé. Anh em mà yêu quý chiếc nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Quân ô tô qua số 0364763888 để được em tư vấn chi tiết sâu sắc hơn. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em đã quan tâm ủng hộ kênh mua bán ô tô của em rất là nhiều. Mong rằng tiếp tục được sự ủng hộ của anh em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp cho kênh mua bán ô tô của em Quân ngày càng được lan tỏa. Xin chân thành cảm ơn anh em và kính chúc anh em cùng gia đình tìm được cho mình những mẫu xe phù hợp nhất với điều kiện gia đình của mình. Đừng quên ủng hộ em nhá. Chiếc đầu tiên mà em giới thiệu cho anh em đó là chiếc Toyota Innova mới về nhá. Chiếc này thì xe gia đình trị 100%, còn cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn. Cam kết máy số nguyên zin, keo chỉ, cột kèo nguyên zin, nội thất ghế da xịn sò, có thêm cả màn hình Android, cam lùi, cam hành trình. Rồi bác nào mua về chạy dịch vụ thì là bố của sướng luôn, bởi vì nó đẹp dã man, đẹp dã man luôn. Chiếc này thì được bên em chào bán với giá tiền là 288 triệu đồng, giá trên đã gồm phí rút hồ sơ và vẫn còn bớt lộc lá khi anh em trực tiếp liên hệ cho em Quân ô tô qua số 0364763888. Xe cam kết anh em đến chạy thử không sướng không lấy tiền. Không sướng không lấy tiền, và nếu phát hiện ra lỗi đốt xe luôn. Đốt thật luôn chứ không phải đốt đùa. Mọi ngày em cứ hay nói đùa đùa nhưng hôm nay em đốt luôn nhá. Đốt luôn. Vâng, đùa đùa thêm một chút vậy thôi, chứ xe cực kỳ đẹp. Thực sự đây là một chiếc xe đẹp mà bác nào yêu quý Innova về để chạy gia đình cũng như chạy dịch vụ thì đây là một chiếc xe mà anh em có thể gửi gắm niềm tin yêu và hy vọng cho em Quân ô tô được. Đến với em cam kết với bác là đến với em về chiếc Toyota Innova này sẽ không bao giờ bị mất việc, bởi vì nó đẹp xuất sắc, xuất con bà sắc luôn. Tiếp tục đây là một loạt mẫu bán tải. Đây là chiếc Chevrolet Colorado sản xuất năm 2018, số tự động một cầu, biển số tỉnh Thanh Hóa 36C27521. Chiếc xe này sản xuất 2018 và được bên em chào bán với giá tiền là 515 triệu đồng. 515 triệu đồng, xe mới chạy được vài vạn km thôi nhỉ, còn rất là zin. Cam kết đây và bảo hành về chất lượng cho anh em nhé. Cam kết bảo hành về chất lượng cho anh em cho chiếc Chevrolet Colorado 2018 số tự động một cầu này. Đấy, bác nào mua về chỉ việc dùng thôi, không phải lo nghĩ cái gì nữa rồi nhá. Không phải lo lắng thêm bất kỳ một chi tiết nào nữa, xe cực kỳ đẹp miên man con ngàn. Đây là một chiếc xe gì đây? XLT. Ford Ranger XLT, chiếc này là em cũng chưa có thông tin chính xác đâu, không thấy có giấy dán ở trên này. Chiếc này sản xuất năm 2013 nhá. Sản xuất năm 2013, chiếc này mới về bên em. Chiếc này thì nhà em đang chào bán giá tiền chưa đến 400 triệu. Chưa đến 400 triệu anh em ạ. Đấy, xe mang nước sơn màu xanh cửu long. Xe mang nước sơn màu xanh cửu long. Đây là chiếc xe. Đây là một chiếc xe bán tải Mazda BT50. Bán tải Mazda BT50 sản xuất năm 2016, số sàn 2 cầu 2.2. Sản xuất năm 2016, số sàn 2.2. Biển số của tỉnh Phú Thọ 19C10409. Giá chào bán của bên em chiếc xe này đang là 435 triệu đồng, số sàn 2 cầu, xe rất là đẹp, bên trong nội thất bọc ghế da xịn sò và đã có màn hình Android, cam lùi kết hợp cam hành trình đầy đủ, máy số keo chỉ cột kèo zin 100%. Đấy, bác nào yêu quý dòng 2 cầu này về đi công trình công trường thì quá là tuyệt vời. Tiếp tục đây là một em Ford Ranger XLS sản xuất năm 2014, số tự động một cầu 2.2. Số tự động một cầu 2.2, xe mang nước sơn màu đỏ, biển số thành phố Hà Nội. Giá chào bán bên em chiếc xe này đang là không biết có giá mới chưa, giá trước là 445 triệu đồng anh em nhé. 445 triệu đồng, mọi ngày em cứ nói 460 triệu đồng ngại hết mồm miệng này. Hôm nay giá của em nó về đúng cái giá thị trường rồi, và giá trên vẫn bao gồm bớt và phí rút hồ sơ. Ford Ranger XLS sản xuất năm 2021, nhập khẩu nguyên chiếc Hải Dương. Nhập khẩu nguyên chiếc Hải Dương anh em nhé, nhập khẩu tại Ford Hải Dương. Giá chào bán của bên em hiện tại đang là 500, không biết đã có giá chính xác chưa, để em xem lại cái. Mấy hôm trước giá cao quá nhỉ. 665 triệu đồng nhỉ, 665 triệu đồng cho em Ford Ranger 2021, nhập khẩu nguyên chiếc Hải Dương anh em nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc Hải Dương, xe cam kết với anh em là chạy rất là ít, chưa đến 2 vạn km, cực kỳ mới. Ford Ranger XLT sản xuất năm 2015. Sản xuất năm 2015, giá chưa biết 400 mấy mà em chưa có thông tin ở trên đây.
chưa có thông tin ở trên đây, biển số 11779, toàn thần tài thôi, nhất nhất thất thần tài, ngồi đẹp thế. Tiếp tục đây là em Ford Ranger XLS sản xuất năm 2016, giá niêm yết của em là 535 triệu đồng, xe mang nước sơn màu xanh thiên thanh, biển số thủ đô Hà Nội, toàn là 4 thôi, toàn là tứ tử thôi. Đấy, tứ tử. Rất là xịn thò anh em ạ. Mazda BT50 chiếc này thì mới về, em chưa biết giá bao nhiêu đây. Chiếc này mang nước sơn màu xanh thiên thanh ạ. Xe mang nước sơn màu xanh thiên thanh, chiếc này không biết là sản xuất năm nào, em chưa có thông tin cụ thể. Anh em mà yêu quý em thì cứ liên hệ trực tiếp cho em để em báo giá cho anh em cái chiếc này sau và gửi ảnh chi tiết sau nhé. Mazda BT50 sản xuất năm 2017, số sàn 2 cầu. Sản xuất năm 2017, số sàn 2 cầu, giá chào bán cho em là 475 triệu đồng. Giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ và tất nhiên là vẫn còn bớt mạnh. Khi anh em trực tiếp liên hệ cho em Quân ô tô qua số 0364763888. Ford Ranger XLS, Ford Ranger XLS sản xuất năm 2016, màu xanh cửu long hay còn gọi là màu xanh da trời. Đã độ dàn lốp rất là hầm hố thể thao. Giá nhà em chào bán hiện tại cũng là nhô xó lô 500 triệu một tí thôi anh em nhé. Nhô 500 triệu một tí thôi. Chevrolet Colorado sản xuất năm 2017 anh ạ. Sản xuất năm 2017, giá nhà em chào bán là nhô 500 triệu chí xíu anh nhá. Sản xuất năm 2017, số tự động 2 cầu là TZ. Đây là chiếc Ford Ranger XLT sản xuất năm 2011, biển số tỉnh Phú Thọ, số sàn 2 cầu 2.5 số sàn, xe rất là đẹp, màu đen, giá niêm yết hiện tại đang giá niêm yết nhà em hiện tại đang là 305 triệu đồng. Đấy, vẫn còn bớt và vẫn còn bao rút hồ sơ. Isuzu D-Max sản xuất năm 2009, đăng ký lần đầu 2010. Đấy, biển số của thành phố Hải Phòng, hoa phượng đỏ, số sàn 2 cầu, động cơ 3.0. Chạy rất là chất, tiết kiệm nhiên liệu, 280 triệu đồng anh nhé. Ford Ranger XLS sản xuất năm 2016. Ford Ranger XLS sản xuất năm 2016, số tự động 1 cầu 2.2 máy dầu. Chiếc này chưa có thông tin cụ thể nhưng nhà em chỉ chào bán với giá là nhô 500 triệu chút xíu thôi ạ. Xe mang nước sơn màu cắt vàng, nhìn rất là sang trọng, ánh vàng bạch kim nổi lên cực kỳ đẳng cấp và sang trọng luôn. Toyota Hilux đôi đồng cối đá phá không hỏng sản xuất năm 2011, số sàn 2 cầu 3.0. Giá niêm yết của nhà em hiện tại đang là 375 triệu đồng, 375 triệu đồng cho em Toyota Hilux 2011, số sàn 2 cầu 3.0, máy dầu, chạy cực chất và cực bốc, cực khỏe luôn, biển số cũng rất là đẹp, 14C03368. Bác nào ở Quảng Ninh mua về thì đỡ phải sang tên đổi biển thì đẹp thôi. Ford Ranger WeTrack 2017, model 2018, số tự động 2 cầu 3.2. Giá nhà em chào bán là nhô 700 triệu chút xíu anh em nhé, nhô 700 triệu chút xíu thôi. Ford Ranger WeTrack. Bên này là chiếc Toyota Hilux đôi đồng cối đá phá không hỏng sản xuất năm 2020, số tự động 1 cầu, động cơ 2.4 phiên bản E, biển số tỉnh Thái Bình, 17C15717. Giá chào bán của nhà em là 650 triệu đồng, giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ và anh em cứ bớt mạnh cho em nhé, em cứ giảm kịch sàn cho em. Mùa sắp Tết này để anh em lấy xe đi đón Noel cũng như là đi Tết thì tuyệt vời mặt trời. Xe thì có thanh thể thao và có ốp cua lốp ở xung quanh xe rồi, anh em thấy đẹp không? Xe mang nước sơn màu bạc, màu truyền thống của Toyota Hilux. Bên trong thì đã có màn hình Android. Rất là xịn sò luôn anh em, mà yêu Toyota Hilux thì đến gặp chiếc này thì sướng luôn. Sướng luôn nhất luôn. Bên này là một chiếc Ford Ranger XLS, là cụ tổ của đẹp và cụ tổ của mới luôn anh ạ. Xe chạy rất là ít vạn km và đã độ lên biturbo rồi, bộ độ vành biturbo, tem mác rồi, mang cá biturbo, cam nùi, cam hành trình, cam 360 độ, cộng thêm xi nhan tích hợp trên gương. Xe mang nước sơn màu đen, nốp theo xe còn nguyên nốp sơ cua chưa hề hạ, toàn bộ xe zin 100% và chạy rất là chất đấy ạ, rất là chất và rất là sướng. Đấy, bác nào yêu thì mua về cũng chỉ việc đi thôi, không phải làm gì đâu. Ford Ranger XLT sản xuất năm 2015, form mới 2016, số sàn 2 cầu, trợ lực điện đầy đủ, cân bằng điện tử, các kiểu con đà điểu. Giá chào bán của nhà em cũng là nhô 500 triệu chút xíu thôi anh em nhé, nhô 500 triệu chút xíu thôi anh em yêu à. Đến là bế xe về đi luôn,
bế xe về đi luôn anh ạ. Vâng, vừa rồi thì em Quân Ô Tô đã giới thiệu cho anh em về một loạt những cái mẫu xe hiện được bày bán tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh, có địa chỉ tại ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Anh em yêu quý chiếc xe nào có thể liên hệ trực tiếp cho em Quân để em tư vấn chi tiết và cụ thể về toàn bộ những mẫu xe ở đây. Em xin chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm ủng hộ kênh Quán Ô Tô của em rất là nhiều. Mong rằng tiếp tục được sự ủng hộ của anh em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp cho kênh Quán Ô Tô của em Quân ngày càng được lan tỏa. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.